cáo phó. Chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Anh, chiến hữu, chú, bác và bạn của chúng tôi là ông Phùng Minh Tiến, pháp danh Minh Giác, cựu sinh viên quốc gia hành chánh, tổng thư ký ủy ban thành lập Lý Đô Sài Gòn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1941 tại Hội An, Việt Nam, đã từ trần vào lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Westminster, thủ đô tị nạn Lý Đô Sài Gòn, California, USA, hưởng thọ 82 tuổi. Tăng gia đồng kính báo. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 1 tháng 4 năm 2023, linh cữu được quàn tại Big Funeral Home, phòng số 1, địa chỉ 7801 Bosa Avenue, Westminster, Cali 92683, 12:05, nhập quan, phát tang và cầu siêu, 1:00 đến 3:00, thăm viếng và cảm tưởng của bạn bè thân hữu, 3:00 lễ di quan, 3:10 hỏa táng